Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tổng cục 2 chặn đứng âm mưu thủ tiêu Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến của phè Nguyễn Tấn Dũng. Vào tháng 6 năm ngoái, dư luận rúng động khi Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét kỷ luật ông Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu thường tướng, nhân vật được xác định là phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của quân chủng hải quân và phải chịu trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng. Giống như tất cả các vụ cần Ủy ban Kiểm tra, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp kiểm tra từ trước đến nay, cơ quan này chỉ loan báo những vi phạm còn hiến đến mức phải xem xét kỷ luật về mặt đảng, chờ Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chứ không mô tả ông Hiến nói riêng và các cá nhân trong thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nói chung vi phạm những gì. Sau khi Hiến bị khởi tố vào hồi tháng 10 năm 2019 vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, giữa tháng 3 năm nay bị truy tố mới về có thể là xác định được ông đã tham gia chuyển nhượng quá ba lô mảnh đất quốc phòng thành tài sản của một số doanh nghiệp khiến cho công quỹ mất gần 15.000 1.500 tỷ đồng. Và có một điểm cần đáng chú ý là vi phạm cống hiến xảy ra vào giữa thập niên 2000. Sau khi quy hoạch, ông được lựa chọn làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10. Từ đó đến sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 thấy cần phải kiểm tra là tròm chèm 15 năm mảnh đất quốc phòng mà về bản chất là công thổ kèm theo với nhiều công thự trên đó đã bị chuyển đổi hóa quyền sử dụng, không nằm ở rừng sâu hay miền núi ở vùng sâu vùng xa mà tọa lạc ngay ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong suốt 15 năm ấy không có một cá nhân hay cơ quan hữu trách nào trong Đảng muốn kiểm tra đó chính là lý do sau khi công khai thực hiện các vi phạm mà mãi đến năm ngoái mới bị xem xét là đến mức cần phải kỷ luật. Ông Hiến lúc ấy là tư lệnh quân chủng Hải quân được quy hoạch làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng rồi vinh thăng phó đô đốc lên tương đương với trung tướng, lên đô đốc tương đương với thượng tướng, đồng thời tiếp tục quy hoạch làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, kiêm ủy viên Ủy ban đặc trách các vấn đề về quốc phòng an ninh thuộc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong thông báo về kỳ họp thứ 44 mà Ủy ban kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam loan báo rộng rãi, ngoài chuyện thấy cần phải đề nghị Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ông Hiến ra khỏi cơ quan Đảng. Cơ quan này còn xem xét vi phạm của bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn than khoáng sản việt nam các cơ quan khác cũng giống như ông hiến những vi phạm của các cá nhân vừa bị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khiển trách cảnh cáo khai trừ đảng hoặc thực hiện các đề nghị bộ chính trị ban bí thư tiến hành xem xét quyết định hình thức kỷ luật trong đảng đều liên quan đến quan điểm tiền đất và công tác cán bộ cũng giống như ông hiến đa số vi phạm trên đều xảy ra từ lâu. Tính chất mức độ vi phạm đều có dấu hiệu nghiêm trọng, nhưng Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không biết thiệt hại và không giải thích vì sao mới đây mới kiểm tra. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề cập đến việc lựa chọn sắp đặt nhân sự cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, các cấp từ xã phường trở lên để đảm bảo Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ ba thành công tốt đẹp. Giống như các đại hội đảng trước đây, chỉ đạo của ông Trọng không có gì mới. Công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm sự công tâm, thật sự công bằng trong sáng khách quan, kể cả dùng tới hai từ đặc biệt để tăng tính thuyết phục. Đặc biệt là phải có con mắt tinh tường để cho và có thể giới thiệu và đánh giá lựa chọn cán bộ khẳng định đó là nhiệm vụ đặc biệt. Quan trọng liên quan đến sự sống còn của đảng. Nếu hiểu đặc biệt là hiếm hay ít nhất là còn có con mắt tình đời trong việc giới thiệu đánh giá lựa chọn nhân sự cán bộ phải rõ ràng. Chẳng có gì đặc biệt. Điểm duy nhất có thể xem là đặc biệt ở chỗ quy hoạch nhân sự theo kiểu như đã biết chỉ chọn ra toàn những vấn đề như ông Hiến vào tất cả các vị trí song ông Trọng đã không muốn thay đổi vẫn xem đó là yếu tố sống còn của chế độ Liệu xứ sở này dân tộc này còn sống hay không với quan điểm phương thức quy hoạch như vậy Trong một số nguồn tin nội bộ được dò dỉ thì người ta bất chợt phát hiện ra ông đô đốc Nguyễn Văn Hiến có liên quan đến Nguyễn Thành Phượng con gái rượu của Nguyễn Tấn Dũng người từng giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ đầy quyền lực. Theo các thông tin cho biết, trong lần xuất hiện vào hôm 22 tháng 6 năm 2019, ông Trọng đã cắt đứt đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến vì vi phạm liên quan đến 10 khu đất quốc phòng. Tuy nhiên, nội tình những vi phạm này không được nói rõ. Theo báo VN Express, ông Hiến bị kỷ luật bằng hình thức cắt tất cả những chức vụ trong đảng Ủy viên đại biểu quân sự trung ương nhiệm kỳ 2005 đến 2010. Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 đến 2010. Với những vi phạm của ông Hiến được cân nhắc một cách chung chung. Tuy nhiên, tìm đọc các bản tin trước đây có thể sâu chuỗi các sai phạm của đô đốc Nguyễn Văn Hiến là vì chuyển nhượng các khu đất quốc phòng với tập đoàn Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của cựu Thủ tướng Ba X Nguyễn Tấn Dũng. Báo Người Việt hôm ngày 24 tháng 5 năm 2019 trích dẫn hai đoạn bản tin trên báo Nhà nước và báo Đầu tư trước đây nói rằng ngay sau khi hoàn tất việc thâu tóm khu đất dự án 3A và 3B Tôn Đức Thắng từ công ty Phương Nam thuộc Bộ Quốc phòng Công ty cổ phần bất động sản Bản Việt từ đầu năm 2013 đã bắt đầu tiếp cận với lô đất 16.000m2 tại 448 b Nguyễn Tất, thành phường 18, quận 4, thành, thành phố Sài Gòn và khu đất kể trên được coi là đất vàng nằm trên các vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố Sài Gòn thuộc, kiềm thuộc quyền kiểm soát của quân chủng hải quân. Cụ thể là từ tư lệnh Nguyễn Văn Hiến, theo báo cáo nhà đầu tư đích thân ông Hiến ký công văn bảo kê cho các hoạt động chuyển nhượng trên bất chấp thực hiện thực tế là trái với các quy định của pháp luật đối với các nhà quan sát chính trị ở Việt Nam thì việc cách chức đồ đốc của ông Nguyễn Văn Hiến không có giá trị chống tham nhũng mà mang đậm đà màu sắc đấu đá các phe cánh chính trị điều đặc biệt là phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng ở lại vẫn còn nhiều cho nên việc loại bỏ đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Vũ Nhôm hay một số phe cánh khác trong đó có Đinh La Thăng là một xu thế tất yếu của ông Nguyễn Phú Trọng. Thực tế các sai phạm đất quốc phòng diễn ra một cách công khai trên cả hình chữ S của đất nước Việt Nam này và nếu như ông Trọng thực tâm muốn biết lo thì đầy dẫy những củi tươi đang chờ sẵn ở miệng lò đương cử như sai phạm phải nói là rất nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng đến đất quốc phòng đang diễn ra một cách công khai tại sân gôn sân bay tân sơn nhất phần lợi ích quân đội xây sân gôn tại đây uy hiếp an toàn bay cản trở mở rộng sân bay gây nạn tắc đường bị dư luận kịch liệt chỉ trích nhưng vẫn công nhiên hoạt động ngoài ra những sai phạm trên đất quốc phòng tại sân bay nước mặn Đà Nẵng, Đồng Tâm, Hà Nội, nhưng họ lại làm ngơ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hồi đầu tháng 4, công an đã bắt Phạm Nhật Vũ liên quan đến đại án mobile phone mua AVG ở thương vụ chuyển nhượng thiệt hại cho nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Bà Phượng là chùm cuối và là người sắp đặt mọi chuyện như trên đã xảy ra và hiện nay ông Trọng cắt chức đô đốc Nguyễn Văn Hiến được xem là bước dọn đường cho việc thu hồi các khu đất quốc phòng đó trực tiếp đánh vào việc làm ăn của tập đoàn Bản Việt của Nguyễn Thành Phượng, con gái ruột của Nguyễn Tấn Dũng. Đi xa hơn với các quyết định này nhằm vào gia tộc của Nguyễn Tấn Dũng khi Nguyễn Thành Phượng được ví như tay hòm chìa khóa giúp gia tộc này vươn lên các vị trí cao cấp. Đã từ lâu, Nguyễn Thanh Phượng cũng được xem là cơ sở kinh tài của gia tộc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cũng bởi vậy, ông Trọng muốn đưa chiếc lò đến gần cửa nhà của bà X Nguyễn Tấn Dũng hơn. Chắc chắn phải đi qua cửa ải của công chúa Nguyễn Thanh Phượng. Điều đặc biệt nghiêm trọng hơn trong vụ án này nêu trên một số thông tin cho biết rằng việc bắt đô đốc Nguyễn Văn Hiến chính là bước đầu đưa ra xét xử để lấy toàn bộ những lời khai liên quan đến ông Nguyễn Tấn Dũng và con gái của ông là Nguyễn Thành Phượng. Nếu như ông đô đốc Nguyễn Văn Hiến khai nhận về quá trình làm việc nhờ sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi đó chắc chắn ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ không bị vô can mà sẽ bị triệu tập ra tòa, thậm chí bị điều tra và đi xa hơn là sẽ bị ngồi tù. Đối đốc Nguyễn Văn Hiến chắc chắn không hành sự như trên một mình và ít nhất là nhận được số tiền lớn hoặc ít nhất là nhận được những khoản hậu thuẫn lớn đến từ các vị quan chức cao cấp trên con đường thăng quan tiến chức của mình. Trong bối cảnh như vậy, bất thần một số ý kiến chỉ trích của dư luận hướng đến nhân vật Trần Bắc Hà, người được xem là tay hòm chìa khóa của Nguyễn Tân Dũng dưới một người và trên vạn người dưới thời của cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đầy quyền lực. Trần Bắc Hà đã chết tức tuổi trong một nhà tạm giam của quân đội, nơi mà ông đang phải thụ án liên quan đến các vấn đề bán cổ phần của ngân hàng BIDV. Rõ ràng thì việc Trần Bắc Hà chính là đầu mối quan trọng để che giấu đi những tung tích đi xa hơn, trong đó điều tra ra vai trò của cựu Thủ tướng Bà x Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng đã tìm cách bịt đầu mối Trần Bắc Hà thì không có lý do gì không bịt đầu mối đồ đốc Nguyễn Văn Hiến. Chắc chắn một mai khả năng đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị ám sát thủ tiêu bị đầu mối là hoàn toàn có thể dễ hiểu trong bối cảnh hiện nay. Kỳ đại hội đảng lần thứ 13 đang đến gần và các phe phái đang hết sức cẩn trọng đối với từng đường đi nước bước của mình trong cơ cấu nhân sự. Chắc chắn việc xét xử ông đô đốc Nguyễn Văn Hiến vào thời điểm này, người đốt lò vĩ đại Nguyễn Phú Trọng đã có những toàn tính giành lại quyền chiếm ưu thế của mình trong công cuộc tiếp theo trong việc xây dựng ghế hệ thống đàn em và toàn bộ những cơ cấu nhân sự mà ông ta đã chuyển đã chuẩn bị từ trước đó đây chỉ là một điểm trừ trong phe nhóm của bà X Nguyễn Tân Dũng và điều đó đang thúc giục ông Nguyễn Tân Dũng thực hiện các hành động mang tính liều lĩnh hơn Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi